Trong cái bộ ảnh của mình thì mình muốn là cái không gian ở trong gia đình ngày xưa thì rất là đơn giản. Như kia chỉ là một cái tủ, một cái tivi, nhưng mà đấy là cái gì đấy nó rất là giá trị ấy. Thì mình muốn dựng lại một cái góc nó giá trị, nhưng mà so với bây giờ thì nó rất là giản dị và nó để lại nhiều kỷ niệm. Lựa chọn phong cách nào cho đám cưới? Làm sao để ngày cưới trong mơ được thực hiện một cách chu đáo? Đối với những cặp đôi chọn phong cách rustic, tất cả các phụ kiện đều hướng đến vẻ đẹp mộc mạc, gần gũi, hòa cùng thiên nhiên. Các decor được sử dụng bằng gỗ mộc thô, style cắm hoa cũng theo phong cách tự nhiên và chủ yếu kết hợp hoa với lá và dây leo tự nhiên. Thực ra là với cái chủ đề năm nay là rustic ấy, thì mình rất muốn là đem đến một cái gì đấy nó rất là Việt Nam, nó có cái màu sắc của thời gian vào đấy, và những cái hình ảnh này thì rất là ấn tượng với mình từ khi còn nhỏ rồi. Và mình hình dung đến một cái đám cưới ngày độc lập ấy, thì đám cưới đấy nó rất là hạnh phúc, và mình muốn dựng lại cái gian hàng thế. Tuy là cái gian hàng nó rất nhỏ, nhưng mà mình muốn để làm một cái ấn tượng là để cho mọi người có thể nhớ lại những cái kỷ niệm ngày xưa. Cưới theo phong cách rustic chính là lấy sữa mộc mạc làm nên vẻ đẹp sang trọng, nhưng lại luôn tìm thấy ở đó nét phóng khoáng rất riêng mang dấu ấn của chủ nhân. Chỉ cần một nhành hoa tinh tế và sắc sảo đến từng đường nét đã khiến một chiếc bánh mộc trở nên vô cùng sang trọng và thanh tao. Mỗi tiệc cưới là một câu chuyện tình yêu cùng bao kỷ niệm tuyệt đẹp, với những nụ cười, những giọt nước mắt hạnh phúc, những khoảnh khắc lãng mạn với những cảm xúc ngập tràn của người thân và bè bạn. Bởi vậy, cùng nhau chuẩn bị chu đáo, vẹn toàn, tự tay làm từng cái thiệp, tỉ mẩn bỏ